Top 10 công nghệ được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Trên thế giới có rất nhiều công nghệ được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, và sau đây chính là các ví dụ nổi bật nhất. Từ hoa hướng dương tới năng lượng mặt trời. Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT là một trong số những người tiên phong trong việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ năng lượng sạch, bao gồm cả việc tăng cường hiệu suất của các nhà máy năng lượng mặt trời nhằm đem đến nguồn năng lượng mới bằng cách sắp xếp các tấm gương khổng lồ heliostat theo cấu trúc tương tự như hoa hướng dương. Các nhà nghiên cứu đã có thể tạo nên những hệ thống tập trung năng lượng mặt trời CSP với kích thước nhỏ gọn hơn 20%. Công nghệ được lấy cảm hứng từ thiên nhiên này không chỉ tiết kiệm được không gian mà hiệu suất chuyển đổi năng lượng cũng được tăng lên đáng kể. Các tấm tập trung năng lượng nghiêng một góc 137 độ giống như hoa hướng dương, còn gọi là góc vàng. Đây vốn là từ ngữ được sử dụng phổ biến từ thời Hy Lạp cổ đại. Cánh quạt tua bin gió lấy cảm hứng từ khủng long. Các nhà khoa học tại Siemens đã tìm ra một cách tăng cường hiệu suất của các cánh quạt trong tua bin gió nhờ vào hóa thạch được tìm thấy của loài khủng long. Cụ thể hơn là các nhà nghiên cứu đã chế tạo nên các cánh quạt gió lấy cảm hứng từ các tấm xương liền kề như răng cưa trên lưng loài khủng long Stegosaurus. Họ cho rằng khi dòng không khí từ bên trên và bên dưới cánh quạt gặp nhau, chúng sẽ tạo nên sự nhiễu loạn, dẫn tới tăng sức cản không khí và gây ra tiếng ồn. Bây giờ, thiết kế cánh quạt dạng cưa răng như loài khủng long sẽ phá vỡ dòng không gian đó, ngăn chặn sự nhiễu loạn. Găng tay leo tường giống như tắc kè. Chiếc găng tay leo tường lấy cảm hứng từ khả năng bám dính của chân loài tắc kè, có thể giúp bạn biến thành một người nhện. Với công cụ này, bạn có thể leo trèo trên những tòa nhà hoặc bức tường thẳng đứng. Găng tay leo tường này được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford. Mặt trong của chiếc găng tay có 24 miếng dính polymer dạng răng cưa, lấy cảm hứng từ cấu trúc chân của loài tắc kè, chuyên gia leo núi của thế giới động vật. Một người cân nặng trung bình có thể đeo bám một bức tường kính thẳng đứng. Sau khi thử nghiệm thành công, công nghệ này nhanh chóng được NASA chú ý tới nhằm chế tạo găng tay cho các phi hành gia khi thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian hoặc dùng để dọn dẹp rác thải vũ trụ. Hiệu ứng lá sen cho các bề mặt không thấm nước. Bạn đã từng rớt nước trên lá sen rồi lăn qua lăn lại những giọt nước không thấm qua lá sen để đùa nghịch bao giờ chưa? Với đặc tính tự làm sạch và hầu như hoàn toàn không thấm nước, những chiếc lá sen chính là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà khoa học nghiên cứu chế tạo những loại vật liệu chống dính nước. Sự thật là đến tận năm 1982, hiệu ứng lá sen mới chính thức được khám phá như một công trình nghiên cứu của nhà thực vật học người Đức. Ông đã khám phá ra trên bề mặt lá sen có những cấu trúc siêu nhỏ dạng sáp với kích thước chỉ vài nanomet đến vài micromet. Nhờ đó, giúp cho các giọt nước trên bề mặt lá có thể lan dễ dàng và mang theo tất cả những bụi bẩn dù là nhỏ nhất. Đến nay, hàng loạt sản phẩm công nghệ cao với những ứng dụng rất gần gũi trong đời sống hàng ngày như kính xây dựng, vách ngăn phòng tắm hay các loại sơn đã được vận dụng hiệu ứng lá sen. Băng dính nhám ra đời như một loại trái cây. Trước một lần dắt chó đi dạo, nhà phát minh Georges Demestron người Thụy Sĩ vô tình chứng kiến con chó của mình chạy vào một bụi cây ngưu bàng và đến khi quay ra, trên bộ lông của nó dính một vài quả ngưu bàng. Ông đã nhanh chóng quan sát và phân tích nguyên lý bám dính này để rồi cuối cùng phát minh ra loại băng dính nhám mà cho đến nay vẫn được biết đến với tên gọi Velcro và được ứng dụng phổ biến nhất trong ngành công nghiệp may mặc để làm khóa dính cho nhiều loại quần áo. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong nhiều ngành y và một số lĩnh vực công nghiệp nhẹ khác. Lông cú giúp giảm tiếng ồn cho tàu cao tốc. Cú được biết đến là một loài chim săn mồi ban đêm. Thức ăn ưa thích của chúng là những loài gặm nhấm. Với tập tính hoạt động về đêm nên loài chim này có đôi mắt rất tinh. Chúng có thể quan sát tốt trong đêm tối. Chưa hết, chúng còn có khả năng bay không gây ra tiếng động, hay nói đúng hơn là tiếng động phát ra cực nhỏ. Đó là nguyên nhân khiến con mồi của loài cú đêm không kịp trở tay khi bị loài vật này tập kích. Bí quyết của chúng chính là ở cấu tạo của hai cánh, nơi có những chiếc lông nhỏ có rãnh khía giúp giảm thiểu tiếng ồn khi hai cánh đập vào trong không khí. Các nhà khoa học người Nhật ứng dụng thành công nhằm giảm thiểu tiếng ồn cho hệ thống tàu cao tốc Shinkansen nổi tiếng thế giới. Các cần tiếp điện của loài tàu này đều được thiết kế dạng cánh chim cú, nhờ đó hạn chế được rất nhiều tiếng ồn khi tàu chạy ở tốc độ cao. Chống ló màn hình nhờ đôi mắt của loài bướm đêm. Khi màn đêm buông xuống, thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta không hề tĩnh lặng như chúng ta vẫn tưởng, mà trái lại rất tấp nập, nhộn nhịp với các hoạt động của nhiều loài khác nhau. Rất nhiều loài động vật chỉ cần dựa vào một chút ánh phản chiếu của một bộ phận nhỏ trên cơ thể con mồi, đặc biệt là đôi mắt, là có thể xác định được chính vị trí của con mồi đó. Bạn có biết loài bướm đêm có cặp mắt cấu tạo khá đặc biệt bởi có bề mặt không phẳng và nhẵn hoàn toàn, mà được tạo thành từ những mảng hình cầu lồi, siêu nhỏ. Nhờ đó hoàn toàn không phản chiếu bất kỳ nguồn sáng nào khi chiếu tới. Đó chính là cách mà chúng chống lại kẻ thù của mình. Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu ứng dụng cho các tấm pin mặt trời để giảm thiểu hiệu ứng phản xạ ánh sáng, từ đó sẽ nâng cao hơn hiệu quả hấp thụ quang năng và sản xuất điện.
Công nghệ được lấy cảm hứng từ loài bướm đêm này sẽ được áp dụng rộng rãi cho các loại màn hình của các thiết bị điện tử, tin học bỏ túi hay sách tay như máy điện thoại di động hay máy tính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chống lóa màn hình. Xây nhà tiết kiệm năng lượng như tổ mối. Tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng, càng khiến cho khí hậu trở nên khắc nghiệt và nguy cơ dần cạn kiệt các nguồn năng lượng. Lúc này, việc tìm kiếm các giải pháp thiết kế và xây dựng những tòa nhà đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông mà không hề tiêu hao nhiều năng lượng để điều hòa không khí thực sự là một thách thức nan giải đối với các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng. Lấy cảm hứng từ tổ mối, người ta hy vọng sẽ có thể tạo ra một công nghệ giúp giải quyết tận gốc khó khăn này nếu chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc hiệu quả về cơ chế điều hòa nhiệt độ bên trong các tổ mối. Bí quyết nào khiến các tổ mối luôn được đảm bảo thoáng mát ngay giữa trưa hè đứng bóng? Nhưng giờ đến nửa đêm, khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, thì bên trong tổ của chúng vẫn được giữ mức nhiệt ấm như ban ngày nhờ có hệ thống các tuy nen chạy khắp các ngóc ngách trong tổ, giúp cho không khí luôn được điều hòa và giữ cân bằng bất chấp sự thay đổi của nền nhiệt độ môi trường bên ngoài. Tòa nhà Usgate Building ở Hera giờ đây tiết kiệm được tới 90% năng lượng tiêu thụ để điều hòa nhiệt độ so với một tòa nhà có quy mô tương đương, nhưng được xây dựng theo các cách thức thông thường. Kính siêu bền lấy cảm hứng từ vỏ sò. Kính thông thường mong manh dễ vỡ và nó đã trở thành mối quan tâm của các nhà nghiên cứu nhằm tìm cách tăng độ bền của kính. Các nhà khoa học tại trường đại học McGill Motion đã đạt được bước đột phá trong việc phát triển một loại vật liệu mới được lấy cảm hứng từ vỏ của loài sò. Họ cũng tuyên bố rằng bền hơn kính truyền thống 200 lần. Dưới đáy biển, những loài động vật thân mềm có cấu trúc vỏ với các đường vân siêu nhỏ nhằm giúp chúng chống lại những nguy hiểm, các tác động mạnh từ bên ngoài. Các nhà nghiên cứu đã khắc các đường vân lên bề mặt thủy tinh và sau đó lắp lại bằng polymer để mô phỏng và áp dụng khả năng này trên quy mô lớn. Kết quả cuối cùng là loại vật liệu khi bị chấn động mạnh vẫn không hề vỡ như kính thông thường. Ốc anh vũ giúp chế tạo từ tàu ngầm đến quạt gió. Ốc anh vũ từ trước đến nay vẫn được các nhà khoa học mệnh danh là hóa thạch sống bởi loài động vật biển này đã tồn tại trên trái đất hàng triệu năm qua. Nó có hình dạng giống như những đường lượn tròn đều, loài ốc này giống như một món đồ trang sức của biển, nhưng lại có khả năng chịu được áp lực của nước hết sức phi thường để có thể tồn tại ở những tầng nước sâu. Công cuộc chế tạo tàu ngầm đã phải học hỏi rất nhiều từ ốc anh vũ để có thể thiết kế lớp vỏ tàu chịu được áp lực lớn của nước và vận hành với độ ôn tối thiểu. Hơn thế nữa, từ việc lấy cảm hứng từ ốc anh vũ, người ta sẽ cho ra đời một thế hệ quạt gió mới tốt hơn,